Các nhân chứng cho biết một số ngôi nhà đã bị sập do tác động của vụ nổ, khiến những người dân hoảng sợ và chạy ra đường. Thống đốc bang Ohio Seiji Makindi xác nhận có 2 người thiệt mạng, trong khi 77 người khác bị thương phải nhập viện điều trị, phần lớn đã ra viện. Ông Makindi cho biết điều tra sơ bộ của cơ quan an ninh cho thấy những người thợ mỏ bất hợp pháp đã cất giữ thiết bị nổ trong nhà và những thiết bị này sau đó đã gây ra vụ nổ. Ông Makindi cũng cho biết hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã được tiến hành và chính quyền bang sẽ cung cấp nơi ở tạm thời cho những người bị mất nhà cửa.